trường tiểu học Trần Hưng Đạo quận 1 là nơi giáo dục nhiều thế hệ học sinh chăm ngoan học giỏi. Nhà trường rất chú trọng việc xây dựng môi trường học thân thiện, hiện đại, học sinh tích cực, văn minh. Ngoài việc tổ chức học tập, lĩnh hội kiến thức trong lớp học, nhà trường còn tạo cơ hội cho học sinh tham gia các hoạt động ngoài trời, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, hình thành nhân cách và phát triển năng khiếu. Trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động học tập diễn ra rất đa dạng thông qua các tiết học tại lớp, phòng chức năng, canteen, sân trường. Nhà trường luôn chú ý tạo môi trường cho học sinh giao lưu, trau dồi kiến thức, vui chơi thông qua các câu lạc bộ, các ngày hội em yêu khoa học, ngày hội tiếng Anh. Dịch bệnh COVID-19 bất ngờ bùng phát, học sinh phải tạm dừng việc học trực tiếp ở trường. Trường học trở nên vắng lặng vì không còn nghe thấy những âm thanh quen thuộc của thầy cô đang giảng bài và học sinh học tập trên lớp. Sân trường trở nên yên ắng vì thiếu tiếng nói cười vui vẻ của học sinh vào giờ ra chơi. Ngày 5 tháng 9 năm 2021, năm học 2021-2022 bắt đầu. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho học sinh, các thầy cô bắt đầu hình thức dạy học trực tuyến. Việc học tập với học sinh hiện nay thông qua lớp học ảo, học sinh không được gặp gỡ bạn bè, thầy cô để trao đổi trực tiếp nên sự giao tiếp của thầy cô và học sinh cũng phần nào bị ảnh hưởng. Để chuẩn bị cho việc học trực tiếp trong thời gian tới, nhà trường đã cho vệ sinh trường, lớp thực hiện khử khuẩn để tạo môi trường học an toàn nhất cho học sinh và đang thực hiện theo bộ tiêu chí an toàn phòng COVID-19 trong trường học được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Ai cũng rất vui vì sắp được trở lại trạng thái bình thường mới. Hello everybody, I am Chung. This is my school. It was the first day at school. I feel very happy, excited and just a little bit boring because nothing to exchange. But my class bigger, our table is newer and cleaner too. Bạn, mình tên là Hoàng Quốc Hưng. Hôm nay mình học lớp 36 trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Bạn biết không, trong trường Covid này mình rất nhớ trường lớp, thầy cô giáo và các bạn. Mình mong muốn đến trường để học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động với bạn bè và thầy cô giáo. Con xin chào quý thầy cô, chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Hải Yến, học lớp 2 năm trường tiểu học Trần Hưng Đạo quận 1. Con rất vui khi được nghe tin đến trường. Bởi ở trường, con có thể gặp lại thầy cô và các bạn của con. Con rất nhớ cô Đông Hà. Cô Đông Hà đã dạy con năm lớp 1. Cô rất thương con. Và con cũng gặp lại được hai người bạn thân của con là Trúc Chi và An Tư. Hai bạn rất hiền và đáng yêu. Giờ ra chơi, con và hai bạn thường chơi nhảy lò cò. Có khi tụi con còn vô canteen để mua đồ ăn vặt. Con được học môn tin học là môn con yêu thích nhất. Và câu lạc bộ thì con học nấu ăn. Năm lớp 2, con học cô Phương là cô chủ nhiệm lớp con, cũng giống như cô Hà, rất đáng yêu. Nhưng con tiếc một chỗ là cô Phương chỉ dạy online mà không có dạy, bởi vì dạy ngoài đời bởi vì là dịch COVID-19. Con mong hết dịch để gặp lại thầy cô và các bạn của con. Con cảm ơn quý thầy cô và tất cả các bạn đã lắng nghe. Con xin hết. Trong thời gian vừa qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra những khó khăn trong công tác dạy học. Các thầy cô không thể gặp và giảng dạy trực tiếp cho các em học sinh, mà thay vào đó là những buổi học trực tuyến. Giáo viên và các em gặp gỡ học tập thông qua màn hình máy tính.
Sau khoảng thời gian mọi người cùng chung tay phòng chống dịch, thì giờ đây thành phố Hồ Chí Minh đang dần bước vào giai đoạn bình thường mới, mọi người cũng bắt đầu trở về với công việc hàng ngày của mình. Và giáo viên như tôi cũng vậy, lòng luôn nôn nao, háo hức chờ đến ngày được quay trở lại trường, được quay trở lại ngôi nhà thứ hai của mình, được gặp gỡ các em học sinh, được đứng trên bục giảng trao truyền những kiến thức bổ ích cho các em một cách tận tình nhất, được nhìn thấy các em học sinh đang hăng say nghe giảng. Vì tôi nghĩ việc học trực tiếp sẽ giúp cho các em cảm thấy thú vị và dễ hiểu hơn. Điều đó đã tạo cho tôi động lực luôn mong chờ đến ngày được quay trở lại trường. Và tôi hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ giúp cho các thầy cô và các em học sinh sẽ sớm được gặp lại nhau, sớm trở về với nhịp sống học đường như những năm học trước. Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta sắp được nhìn thấy lại những hình ảnh thân quen này khi dịch bệnh đang dần được đẩy lùi. Chúng ta hãy luôn cố gắng thực hiện khẩu hiệu vaccine cộng 5K để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng khi quay lại trường nhé! Thank you.